Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Tuất chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Có thể thấy rằng tháng 6 năm 2021 âm lịch này là một tháng đầy dẫy những khó khăn đối với người tuổi Tuất. Bạn vướng phải nhiều điều không như ý muốn trong cuộc sống, khiến cho tinh thần đi xuống, không có hứng thú làm việc gì. Cục diện mùi Tuất tương phá gây ra tác động lớn cho vận trình của bản mệnh, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Thời điểm này, bạn dễ gặp bất hòa, mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến công việc khó có thể tiến triển thuận lợi. Bạn nên giữ sự bình tĩnh, hành xử thận trọng, không nên chuyện bé xé ra to, thậm chí đẩy mình vào cảnh kiện cáo, thị phi. Tốt nhất, bạn nên tập trung vào làm tốt công việc của mình, tránh can thiệp vào công việc của người khác. Chuyện làm ăn cũng không được như mong muốn của bạn. Kẻ tiểu nhân hoặc đối thủ phá hoại khiến kế hoạch bạn đã lập ra từ trước phải rẽ theo những hướng khác nhau. Chuyện thu được lợi nhuận vào thời điểm này cũng trở nên khá bất khả thi. Bạn nên cẩn thận trong từng đường đi nước bước của mình, tránh đưa ra những quyết định liều lĩnh, mù quáng kẻo rơi vào cảnh tài sản thất thoát, thậm chí là phá sản. Tình cảm không có dấu hiệu cải thiện, bản mệnh và nửa kia vẫn thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với nhau. Thậm chí con cái và cha mẹ trong gia đình cũng bất hòa, không ai chịu nghe theo quan điểm của ai. Gia đình không bình yên khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, tinh thần đi xuống, gây ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của cuộc sống. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh xuất hiện nhiều khó khăn do có sự tác động của cục diện tương phá. Bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với những điều không mong muốn, đồng thời luôn cổ vũ bản thân mình phải không ngừng cố gắng, đừng để khó khăn đánh bại. Thời điểm này, các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của bản mệnh dễ xảy ra vấn đề. Trong một tập thể, việc mọi người có ý kiến bất đồng không phải là chuyện hiếm, song quan trọng là song phương phải có cách giải quyết vấn đề hợp lý. Bạn không nên nâng cao quan điểm cá nhân mà hạ thấp quan điểm của người khác, có đôi khi, bạn phải học cách thỏa hiệp với mọi người xung quanh. Kẻ tiểu nhân xuất hiện cũng có thể gây ra không ít phiền phức cho bạn. Bản mệnh chớ nên quá để tâm đến lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh. Bạn hãy cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, rồi kết quả cuối cùng sẽ chứng minh được sự thực. Nếu bạn là người ngay thẳng, đứng đắn thì không sợ bị hoài nghi, bị chỉ trích. Nguyệt lệnh lâm mộ cũng cho thấy thời điểm này bản mệnh thường xuyên thiếu minh mẫn, nếu làm việc lơ là thiếu chú ý thì dễ mắc phải những sai lầm không đáng có, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu là người gây ra lỗi lầm thì bản mệnh nên dũng cảm nhận lỗi, không nên trốn tránh hoặc đổ lỗi cho người khác. Chỉ khi dũng cảm đối diện với sai lầm của mình, bạn mới tìm được hướng sửa chữa để có thể hoàn thiện bản thân. Dù tháng này có nhiều tác động không mong muốn nhưng bạn không nên quá bi quan. Bạn là con giáp tốt bụng nên xung quanh sẽ có người giúp đỡ. Thiên đức cát tinh xuất hiện đúng lúc cho thấy bạn hoàn toàn có thể vượt qua được khó khăn, thậm chí biến đó thành cơ hội để khẳng định bản thân. Sự cố gắng của bạn chắc chắn sẽ được cấp trên ghi nhận, thậm chí đánh giá rất cao. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch về phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc không phát triển theo hướng mà người tuổi Tuất mong muốn trong tháng 6 này. Nếu không muốn rơi vào cảnh hao tài tán của, bạn cần phải cẩn thận trong từng quyết định, chớ vội tin theo lời rủ rê của người ngoài. Bạn nên hạn chế hợp tác, đầu tư với những đối tác mới lúc này nếu không muốn rơi vào cảnh mâu thuẫn hoặc bị lừa gạt, tiền bạc thất thoát. Người làm đầu tư, kinh doanh cần thêm thời gian để tìm hiểu thêm về đối tác, khách hàng của mình và lập ra những kế hoạch cụ thể hơn. Người làm lãnh đạo cần chú ý lắng nghe quan điểm, ý kiến của cấp dưới hơn. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm mộ, bạn có thể quá chủ quan, đưa ra những quyết định sai lầm mà không ý thức được. Đừng để sự sơ ý của mình khiến cho không chỉ bản thân mà cả tập thể phải chịu tổn hại về tài chính. Với người làm công ăn lương thì bạn cần tập trung vào nhiệm vụ, hạn chế để xảy ra sai sót, giữ vững mức lương của mình. Tháng này nhiều rắc rối xảy đến nên bạn khó có thể đạt được thành tích cao, có cơ hội tăng lương, thưởng nóng, vì thế, bạn hãy cố gắng làm tốt công việc được phân công, hạn chế gây xích mích với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch về phương diện tình duyên. Theo tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch, cục diện tương phá cũng khiến chuyện tình duyên cũng không có nhiều khởi sắc với bản mệnh trong tháng này. Khi quan hệ vợ chồng không được như ý muốn, bạn cần phải tự kiểm điểm bản thân nhiều hơn trước khi oán trách người khác, đặc biệt là nửa kia của mình. Bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống, trong việc nuôi dạy con cái. Khi tranh cãi nổ ra, hai người đều cần phải tự nhắc bản thân mình giữ bình tĩnh, khi tình hình trở nên quá căng thẳng thì nên ngừng lại đúng lúc, đợi đến khi cả hai đã ổn định cảm xúc thì hẵng tiếp tục thảo luận. Cha mẹ và con cái cũng dễ để xảy ra bất hòa trong tháng này. Đã là người thân của nhau thì đôi bên cần biết cách nhường nhịn, lắng nghe, đặt mình vào vị thế của đối phương nhiều hơn. Những cách biệt về thế hệ khiến quan điểm đôi bên khó có thể trùng khớp, mỗi bên đều nên lùi một chút để có thể thỏa hiệp với nhau. Anh em trong gia đình có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp với nhau trong những chuyện liên quan đến quyền lợi, tiền bạc. Bạn chớ nên vì lòng tham mà hành xử nông nổi, khiến quan hệ gia đình rạn nứt khó hàn gắn được. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch về phương diện sức khỏe. Tháng 6 này, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất khá ổn định. Dù tinh thần có dấu hiệu đi xuống nhưng bạn không cảm thấy quá mệt mỏi, vất vả dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để có thể tiếp tục giữ trạng thái sức khỏe như thế này, bạn nhớ duy trì một lối sống khoa học với giờ giấc sinh hoạt cố định, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, đồng thời hạn chế tụ tập, ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ hoặc uống nhiều bia rượu, sử dụng chất kích thích. Khó khăn không ngừng xuất hiện, song bạn không nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng, bởi chúng có thể gây ảnh hưởng đến cả tinh thần và thể chất của bạn. Hãy tâm sự với bạn bè, người thân xung quanh nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và nếu may mắn, mọi người có thể sẽ đưa cho bạn phương hướng giải quyết vấn đề. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất. 1. Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết: tính tình nóng nảy, không muốn nghe theo lời khuyên của người khác. Quý nhân: Dần, Mão. Tiểu nhân: Tỵ, Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. 2. Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết: tài chính xuống dốc, không nên vội vàng đi tới quyết định đầu tư. Quý nhân: Thân, Ngọ. Tiểu nhân: Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, đỏ. 3. Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Khẩu quyết: tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, thường xuyên mâu thuẫn, bất đồng. Quý nhân: Hợi, Tỵ. Tiểu nhân: Dậu, Dần. Màu sắc may mắn: trắng, xám. 4. Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết: không nên vội vàng quyết định bất cứ chuyện gì. Quý nhân: Dậu, Mùi. Tiểu nhân: Thìn, Sửu. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. 5. Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết: dễ vướng vào mâu thuẫn, thị phi, hạn chế tranh cãi với người khác. Quý nhân: Ngọ, Mão. Tiểu nhân: Tỵ, Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.